mạng, internet qua Pao Talk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 30 tối, Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Còn Thanh Thủy, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm 18 tháng 2 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học Phạn ngữ, học Pali trong 32 bài. Bài học ngày, bài 29, biến cách danh từ kim tấm diện ngữ ý. Thi cảm biên soạn giáo trình, thượng tọa Tệ Siêu và thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Phật Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật vẫn cũng chánh biến tri minh thẳng túc thiện hệ thế gian dạy vô thượng diệu tự tiền nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết khi thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả tinh chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, thế phẩm, kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo giáo hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những lịch duyên trở ngại hay điều bao tan. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Dự thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Con xin đọc Pali vui để học. Ý nghĩa bất định nghĩa. Có cách dùng từ mà phải rất quen thuộc mới nhận ra ý nghĩa chính xác, như trong Anh ngữ có động từ to get, hay trong tiếng Việt có từ ăn như ăn cơm, ăn chịu, ăn năn, ăn đòn. Trong Pali cũng có một số từ như vậy, chẳng những rất phổ thông mà lại rất quan trọng trong Phật học. Vài từ dưới đây là những chữ đơn cử. Chữ tham má dịch là pháp. Trong ý nghĩa thì tham má có thể là thiện đối lập giới, á tham má phi pháp, mà tham má cũng có thể bao gồm cả hai thiện ác. Hơn thế nữa, tham má để chỉ cho tất cả những gì có tự tánh. Chữ bát thú cũng là một từ phải hiểu. Tùy theo ngữ cảnh, bát thú mang
chữ là một từ mang nhiều nghĩa, có thể là cảnh sắc, cũng có thể là vật chất. Đôi khi nên hiểu là thân như trong chữ danh sắc, người Ấn cũng thường dùng để chỉ cho hình tượng hoặc tiền. Có nhiều trường hợp từ ngữ càng thông dụng thì càng mơ hồ, như trong tiếng Việt nói về chữ phước chẳng hạn. Và đôi khi gặp trường hợp như vậy, có thể rất vui mà cũng có thể chẳng vui chút nào. Dạ, con đã đọc xong phần Pali vui để học. Sau đây chúng con kính thỉnh Hòa Thượng Vệ Siêu và Từ Bi giảng dạy bài học hôm nay. Xin cảm ơn cô Thanh Thủy. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa Chật Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang có mặt trong rừng. Thân chào tất cả quý bà quý cô tu nữ, chư Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay trong phần Pali vui để học, chúng ta nói về chữ nghĩa bất định ngữ. Bất cứ một ngôn ngữ nào ở mức độ nào cũng vậy, nó có trường hợp một chữ mà chúng ta xài trong cái ngữ cảnh này thì nó có nghĩa khác, mà trong cái ngữ cảnh kia thì có vị ngữ khác, có ý nghĩa khác nữa. Do đó chúng ta không thể chấp theo một nghĩa để chúng ta xài. Vì nếu mà chúng ta không có biết nhiều và chúng ta xài, có đôi khi nó bị lệch lạc ý nghĩa so với ngữ cảnh. Ở trong tiếng Việt của chúng ta cũng có thường gặp như vậy. Chẳng hạn như nói ăn, thì chúng ta biết ăn tức là nhai ăn, như ăn cơm. Nhưng mà ngoài ra đó thì người ta cũng có những cái câu như là ăn chịu, ăn năn, ăn đòn, hay là ăn khớp. Nó có nhiều nghĩa, nó không giống như cái nghĩa ban đầu. Cho nên khi mà chúng ta học ngôn ngữ như ngôn ngữ Pali chẳng hạn, cái danh từ Phật học của chúng ta cũng phải chú ý. Hôm nay thì trong bài học của chúng ta có, nó có ba từ. Chữ Dhamma, Vattu, Rupa. Chúng ta chỉ nói về ba từ đó cũng đủ để thấy rằng là ngữ nghĩa nó bất định, bất định nghĩa. Trước hết như chữ thăm má chẳng hạn, chữ thăm má thường thì chúng ta dịch là pháp,
Nhưng mà chữ thâm mắng pháp đó chúng ta khó mà định nghĩa được một nghĩa trong một cái trường hợp. Khi nào chúng ta gặp ngữ cảnh nào thì chúng ta mới nói cái ngữ cảnh đó. Thí dụ như chúng ta nói thăm mát sau ba năm thì chữ thăm mát trong trường hợp này nghĩa là giáo pháp, là sự nghe pháp. Thăm mát sau ba năm là sự nghe pháp. Thì vậy chữ thăm mát trong trường hợp đó thì chúng ta xài có nghĩa là pháp. Nhưng mà chữ pháp chữ thăm mát đó có đôi khi chúng ta xài nghĩa là cái pháp thiện. Thí dụ như vợ so a la qua cá hỏi Đức Phật: kinh su su chino su khama và hà tí, khéo tích lũy cái gì đưa đến cái sự an lạc? Thì Đức Phật này trả lời rằng, trả lời câu đó thì nó tham mô sucino sukhama và hà tín. Thì ở đây khéo tích lũy phước hay là khéo tích lũy thiện pháp để đưa đến sự an lạc, thì tham má trong trường hợp này chúng ta phải hiểu được điều thiện. Nhưng mà nếu chúng ta xài trong cái nghĩa nữa thí dụ như Phật tử chúng ta khi mà tắt bạch chân quê đó, chúng ta nói ayam no pante bindapato thammalattho thambiko thammalattho bạch chư đại đức tăng, những thực phẩm này của chúng con hợp theo lẽ đạo và có được cũng hợp theo lẽ đạo. Thì như vậy ở đây đó, chữ thâm mô trong trường hợp thâm má lát thô hay là chữ thâm mi cô thì cái này là nghĩa là đúng luật, đúng phép tắc. Khi mà vật thực mình đem cúng dường đến chư tăng, vật thực đó không phải do trộm cắp mà có, không phải do sát sanh mà có, thì như vậy gọi là bindapato thamiko. Còn bindapato thamalatho là vật thực này con có được cũng hợp theo lẽ đạo, tức là có bằng chánh mạng, chứ không phải là đi lừa đảo người khác hay là hành nghề nuôi mạng bất chánh rồi nó phát sanh rồi đem cúng dường đến chư tăng. Thì như vậy chữ tham á cái nghĩa thứ ba đó là có nghĩa là nó hợp theo phép tắc, hợp theo phép tắc, theo luật lệ. Chữ này nó còn có nghĩa nữa, chữ thâm má, thưa quý vị. Thí dụ như trong hai cái câu kinh Pháp Cú số 1, số 2 đó, Mano Bút Văn Đồ Ma Thâm Ma Mano Sẽ Tham Mano Ma Gia, các pháp ý dẫn đầu, ý là chủ, ý tạo. Thì chữ các pháp ở đây là phải hiểu là chỉ cho nghiệp,
nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Nhưng mà nghiệp tức là tư tâm sở, nó thuộc hành quẩn. Mà hành quẩn này, tư hành quẩn Chetana Sankarakhantha, tư hành quẩn nó không thể tự sanh khởi được, và nó phải có một cái sự phối hợp với những cái hành quẩn khác, như là xúc tưởng tư, xúc tư nhất hành mạng quyền tắc ý tầm tứ thân giải cần thị dục, rồi 14 cái hành quẩn bất thiện, 25 hành quẩn tịnh hảo chẳng hạn. Thì tư nó đi chung với hành quẩn đó thì nó là tư thiện, hành đi chung hành quẩn tịnh hảo thì nó là tư thiện, mà đi chung với hành quẩn bất thiện thì nó là nghiệp bất thiện. Nhưng mà rồi hành quẩn nó phải đi với thọ quẩn, tưởng quẩn, bộ ba. Nhưng bộ ba này dẫn đầu là mình nói bút băng, dẫn đầu là ý, tức là do tâm. Cho nên cái chữ thâm á ở trong câu pháp cú đó thì nó rộng là ba quẩn sở hữu, hay là ba quẩn tâm sở, là thọ tưởng hành, hành quẩn, thọ tưởng quẩn, hành quẩn. Có thức quẩn tức là ý dẫn đầu, nhưng mà nội dung của câu pháp cú đó thì chữ thâm mát, mặc dù nó ba hành quẩn tâm sở, nhưng phải hiểu rằng chủ yếu là nói đến hành quẩn tư tâm sở là nghiệp. Thì hễ mà hành thức quẩn tức là ý dẫn đầu ba tâm sở kia, thì trong ba tâm sở kia thì có tư hành quẩn, đó là nghiệp. Thì ở đây chúng ta phải hiểu chữ thâm ma trong trường hợp này, chữ thâm ma trong trường hợp này có nghĩa đó. Đó là nghĩa thứ tư. Bây giờ chúng ta nói đến nghĩa thứ năm của chữ thâm ma. Atano lakhanang tharetiti thammo. Tự trì chân tướng gọi là pháp, tất cả đều gọi là pháp, dầu cho paramattha thamma pháp chân đế, hay là samuti thamma pháp tổng đế cũng được, hoặc là sankha sát thamma quả sankata thamma, tức là pháp hữu vi, pháp vô vi. Như vậy chữ pháp trong trường hợp này, trong thắng pháp thì nó rộng lắm, tức là bao gồm cả pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô vi, nói chung là tất cả các pháp. Hãy nói đến một cái pháp nào kusala thamma pháp thiện, akusala thamma pháp bất thiện, apyakata thamma pháp vô ký, sukha yuvedana yasamayutta thamma pháp tương ưng lạc thọ, dukha yuvedana yasamayutta thamma pháp tương khổ thọ, adukkhama sukha yuvedana yasamayutta thamma là pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ.
vân vân. Thì như vậy trong 22 mẫu đề tam, đầu đề tam, Tikamatika, 100 đầu đề nhị, Dukkamatika đều mang cái danh từ tham bát là pháp. Như vậy chữ pháp trong trường hợp này không, trong thắng pháp không còn có nghĩa là chỉ cho giáo lý hay là chỉ cho cái nguyên tắc luật lệ, không phải chỉ cho thiện, mà là để chỉ chung tất cả những cái gì danh sắc mà có cái trạng thái lakkhana thì đều gọi là tham má là pháp. Thì cái nghĩa này thưa quý vị là một. Bây giờ đề cập đến cái chữ quách thú, chữ quách thú cũng là một từ mà nó có nhiều nghĩa, phải tùy theo cái quật, tùy theo ngữ cảnh. Chữ quách thú trong cái nghĩa thường thức có nghĩa là một cái nền, nền nhà. Hay là một căn cứ, một cái vị trí. Thì như Vihara quách thú hay Kuti quách thú. Vihara quách thú là cái nền tỉnh thất hoặc là cái nền liêu cốc. Khi một vị tỳ kheo muốn cất một cái tịnh xá hay là một tịnh thất lớn, mà hay là căn vihara, thì phải mời các vị tỳ kheo, mời chư tăng đến để mà vatthudesana, tức là các vị đó chỉ thị cho cái nền cất. Bởi vì chư tăng sau khi giám sát và cái nền đó được nằm ở trên một cái khoảng trống có lối thông chung quanh và không phải ở trên cái miếng đất mà có điều nghi kỵ hay là cái điều nguy hiểm, như là trên cái gò mã hoặc là trên cái ổ mối hoặc là ổ rắn. Có cái liều cốc phải ở trên cái nền mà do chư tăng xem xét, thì chư tăng tuyên ngôn chỉ định cho cất chỗ này được thì không có phạm tội tăng tà. Thì như vậy chữ quách thú trong cái nghĩa nền nó là gì, hoặc là như giữa Kapila quách thú thành Katila vệ đó, thì Kapila quách thú, chữ quách thú có nghĩa là cái nền, cái nền tỉnh thất, cái nền tỉnh thất của đạo sĩ Kapila. Kapila là một vị đạo sĩ đã đắc thần thông, đạo sĩ Kapila mà chọn được một cái khu đất theo địa lý thì nó rất là tốt, bởi vì khi mà đạo sĩ Kapila đi đến cái khu đất đó đó thì tự nhiên thấy tinh thần nó sảng khoái mát mẻ và thấy những con thú dữ, những như là cọp, sư tử khi nó rượt đuổi con mồi, là con nai, con quẳng chạy đến cái vùng đất đó, tự nhiên con cọp với sư tử nó hiền lại và nó trở nên thân thiện với các cái con vật khác và nó không có làm hại. Thì do đó đạo sĩ Kapila mới dọn dẹp làm cái nền tỉnh thất ở chỗ này rộng lắm thưa quý vị.
Rồi sau đó có 50 hoàng tử và công chúa của đức vua Ốc Ca Cá. Đức vua sợ hoàng tử đông nó sẽ sanh biến khi mà nó giành ngai vàng, cho nên vua đã đuổi mấy đứa con ra khỏi thành đi. Khi mà tử công cắt và tử công chúa đi đến đó thì đạo sĩ xem tướng biết rằng họ sau này sẽ thiết lập một cái dòng sắc giá, dòng Thích Ca sẽ mở mang cái vương quốc sắc cá lớn mạnh, hùng mạnh. Cho nên vị đạo sĩ đó mới nhường lại cái nền tỉnh thất của mình cho các vị hoàng tử công chúa đó. Thì bắt đầu họ xây dựng ở trên nền đó một cái thành trì sau này gọi là Kapila Quách Thú. Quách Thú là cái nền, cái nghĩa như vậy. Nhưng mà chữ Quách Thú nó còn có nhiều nghĩa khác. Thí dụ như Quách Thú có nghĩa là câu chuyện. Chúng ta đọc ở trong kinh điển đó, mà chúng ta thấy như là những cái kinh Bổn Sanh hoặc là kinh Pháp Cú mà có những cái chuyện tích. Thí dụ nói về tỳ kheo Chakkhupala thì Chakkhupala Thera Quách Thú. Hoặc là nói về câu chuyện của tôn giả Sariputta thì Sariputta Thera Quách Thú, vân vân. Cái chữ Quách Thú xài rất là phổ thông. Khi chúng ta nhìn cái tên của một nhân vật ở phía trước và ở phía sau có chữ Quách Thú là chúng ta biết đó là câu chuyện. Câu chuyện về trưởng lão Sariputta hay là câu chuyện về trưởng lão Chakkhupala v.v. thì nó có nghĩa câu chuyện. Chữ Quách Thú có nghĩa câu chuyện. Mà chữ Quách Thú ở đây nó còn có nghĩa là những cái chi phần, những cái điều, những cái sự kiện. Thí dụ như nói Punya Kriya Quách Thú, tức là những điều mà tạo phước, những điều tạo phước. Hay là nói Akhata Quách Thú, hay là những điều nó tạo nên cái sự hiềm hận. Cho nên chữ Quách Thú ở đây chúng ta xài có nghĩa là những cái điều, một điều, hai điều, ba điều, bốn điều, vân vân. Thí dụ rồi thêm nữa, thí dụ trường hợp gọi là sang quê cho đi giác Quách Thú là những cái điều mà đáng động tâm, như là cảnh khổ sanh già bệnh chết, hoặc là suy xét về cái cảnh khổ apaya đục khăn, tức là khổ đọa xứ, vân vân. Khi mà suy xét những cảnh đó đó thì cái tâm khiến cho tâm nó bị dao động để mà khẩn trương mà tu tập, thì như vậy gọi là Quách Thú nữa. Cho nên Quách Thú trong cái nghĩa thứ ba đó thì chúng ta phải hiểu rằng chữ Quách trong trường hợp này có nghĩa là điều kiện, sự kiện. Nhưng mà chữ Quách Thú nó còn có nghĩa nữa. Thí dụ như chúng ta nói chữ Cà Thâu Quách Thú, chữ Cà Thâu Quách Thú, quý vị nhớ cái chữ này. Chúng ta đã nói về chữ Quách Thú nó rắc rối rồi, bây giờ chúng ta gặp chữ Cà Thâu Quách Thú nữa cũng rắc rối thêm nữa. Chữ Quách Thú như chúng tôi đã nói là nó là cái chi điều. Chữ Cà Thâu Quách Thú thì nó có 10 Cà Thâu Quách Thú.
tức là 10 cái đề tài mà Đức Phật này cho phép 10 đề tài nói chuyện. Vị tỳ kheo khi mà gặp nhau đó, này các tỳ kheo khi các ngươi hội họp lại, một đó, là nếu có nói chuyện thảo luận thì thảo luận 10 đề tài, đề tài về quẩn, về đề tài về giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, hay là tinh tấn, viễn ly, thiểu dục, tri túc, giải thoát tri kiến, v.v. Tức là những cái đề tài đó là gọi là các thấu thú được Đức Phật này cho phép nói chuyện. Còn nếu như hội họp nhau không có những cái đề tài đó, đề tài pháp để nói đó, thì giữ im lặng trong cái trạng thái im lặng cao thượng, Ariyat Tunhi Phuto, tức là im lặng trong chánh niệm thiền định. Nhưng mà chữ Cà Thâu Á Thú á, thì nó lại là một cái tên của cái bộ thắng pháp thứ năm, cái bộ thắng pháp thứ năm, cái bộ thắng pháp thứ năm Cà Thâu Á Thú. Thứ nhất gọi là Thammasangani pháp tụ, thứ hai Nguyên Phân Giác phân tích, thứ ba là bộ Tha Thú Cà Tha là nguyên chất ngữ, thứ tư Bố Cà La Bà Nhất Tí là nhân chế định, thứ năm là Cà Thâu Á Thú. Ngày dịch là Ngài Hòa Thượng Tịnh Sử Ngày Dịch là Muôn Ngữ Tông. Nhưng mà ở đây nó có những ngữ tông đó, còn dịch nghĩa là những điểm tranh biện, những điểm tranh luận, những điểm tranh luận hay là những điểm dị biệt của 18 bộ phái Phật giáo trong cái thời kỳ 200 năm, 250 năm, mà 250 năm Phật lịch. Lúc đó Phật giáo chia thành là 18 bộ phái, có nhiều bộ phái họ đưa những cái điểm, những cái quan điểm của họ về giáo lý có đôi khi đúng, có đôi khi sai. Cho nên các vị Sakkawada, Sakkawadi là những vị giống như là cái phái chủ nhà đó, thì ở đây tức là cái hệ phái Theravada của các vị trưởng lão A-la-hán, thì các vị giữ cái lập trường đúng theo nguyên thủy của Đức Phật. Cho nên các ngài mới chỉnh đốn lại những cái quá thú, tức là những cái điểm, những cái quan điểm. Những quá thú đây chúng ta chỉ là những quan điểm, quan điểm của 17 hệ phái kia, để chấn chỉnh lại gây của Đức Phật, đừng để cho hiểu lầm, vân vân. Thì như vậy cái bộ sách đó được gọi là cái bộ Cà Thâu Á Thú. Cho nên chữ Cà Thâu Á Thú, một cái chữ Á Thú không là chúng ta đã thấy là có nhiều nghĩa rồi, mà bây giờ nó sinh ra thêm hai từ, tức là Cà Thâu Á Thú phải hiểu hai nghĩa. Nếu mà nói trên phương diện những cái đề tài Đức Phật là cho phép thảo luận thì gọi là Cà Thâu Á Thú, tức là đề tài về giới, định, tuệ, v.v. Và thứ hai nữa là những điểm dị biệt giữa các hệ phái, những quan điểm dị biệt giữa các hệ phái Phật giáo, thì cái đó cũng gọi là Cà Thâu Á Thú. Cho nên chữ Cà Thâu Á Thú nó có nhiều nghĩa. Và nếu mà chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ đó, chúng ta môi móc hết chắc có lời lẽ của quý vị chắc tới sáng, bởi vì cái chữ này chúng tôi gặp nhiều lắm. Thôi chỉ nói bao nhiêu thôi. Bây giờ chúng ta lại đề cập đến cái chữ Rupa.
Chữ Rupa cũng là một chữ Pali mà ở trong cái từ học đó, cũng làm cho đau đầu lắm. Thí dụ chữ Rupa mà nói đến cái khía cạnh gọi là Gochara hay là Visaya của là đối tượng của nhãn ngũ quan đó, thì chữ Rupa sắp đá gần tháp Rasa Phottapa, thì chữ Rupa trong trường hợp này là cảnh sắc. Rupa Ramana là cảnh sắc, cái gì mắt thấy được gọi là cảnh sắc. Nhưng mà chữ Rupa nó còn có nghĩa là cái sắc tướng, một cái hình dạng. Thí dụ như người mà họ đi gặp Đức Phật đó, họ khởi lên niềm tin đối với Đức Phật do bốn cái sự kiện. Một là Rupa Pamarika Sadda, tức là họ nhìn cái thân đẹp, cái thân tướng xinh đẹp của Đức Phật với 32 đại nhân tướng, họ khởi lên cái lòng tin, họ nghĩ rằng đây là người đại phước hay là người phạm thiên sanh suốt, cho nên mới có cái thân tướng cân đối và đẹp uy hoàng như vậy. Cho nên họ khởi niềm tin. Thứ hai là Khosapamarika, tức là họ dựa vào cái âm thanh, âm thanh cái lời nói của Đức Phật, cái giọng trong trẻo nhưng mà không phải nhão, trầm ấm, trong trẻo nhưng mà trầm ấm, mà hồn hồn giống như chim ca tần già la, giống như tiếng hót của chim ca tần già la. Thì họ khởi lên niềm tin Đức Phật bằng cái âm thanh và cái sắc tướng, cái đó gọi là Rupa. Sẵn nói thêm, cái họ khởi lên niềm tin đối Đức Phật còn có cái gọi là Lukhapamarika, tức là họ gặp Đức Phật đó, đó họ thấy bây giờ sao ngài giản dị quá, đi chân đất, ôm bát đi khất thực, y phục thì không cần phải sang trọng. Ngài đã từ khước, ngài từ bỏ cung điện, từ bỏ sự nghiệp đế vương, từ bỏ cung đai áo mão để trở thành một vị sa môn. Ngài từ khước tất cả, ngài sống đời sống sa môn bần hàn. Thì họ suy nghĩ đến cái từ khước, cái hạnh từ khước của Đức Phật đó, hạnh dứt bỏ của Đức Phật, họ khởi lên niềm tin. Còn có người họ gặp Đức Phật sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, họ hiểu được lý pháp, họ khởi lên niềm tin gọi là thâm mất của Marika. Thì như vậy dẫn chứng về bốn cái Pamarika, Sakda, Sattha, cái sự phát khởi niềm tin do dựa vào, do dựa bốn cái sự kiện sắc tướng âm thanh bần khổ và pháp, họ khởi lên niềm tin. Thì như vậy chữ chữ Rupa trong cái nghĩa này nó có nghĩa là sắc tướng. Chữ Rupa nó để chỉ cho cái thân này nói chung. Thí dụ như chúng ta nói thân danh và thân sắc, Namakaya Rupakaya, thân và thân sắc, thì thân này chỉ gồm có hai yếu tố là danh và sắc thôi. Cho nên cái chữ Rupa, chữ sắc đó, xài trong cái nghĩa là thân, thân thể. Chúng ta còn xài nhiều cái nghĩa lắm. Thí dụ như chữ sắc, chữ Rupa, chữ Rupa nó còn có nghĩa là
một cái hình tượng. Thí dụ như chúng ta phát sanh lên, chúng ta có một cái tượng bằng đồng hay là bằng gỗ hoặc bằng đất sét, đất nung chẳng hạn, mà người ta tạo dáng thành hình, hình dáng của Đức Phật đang ngồi tham thiền. Bây giờ mình đặt lên bàn thờ để đó, mình mới chú nguyện rằng Imam Buddha Rupang Atithami, con xin chú nguyện đây là tượng Phật, đây là tượng Phật. Thì như vậy chữ Rupa trong trường hợp này không phải là cảnh sắc, mà không phải là sắc pháp, không phải là thân sắc, mà là một cái hình tượng, một cái biểu tượng. Nhiều việc thì bây giờ ở đây, ở trong bài học thì chỉ trình bày gợi ý đơn giản thôi, nhưng mà khi mà chúng tôi nói quá nhiều như vậy thì quý vị thấy là cái chữ này nó cũng không phải là đơn giản để chúng ta hiểu một chiều được, mà chúng ta phải phân tích ra để chúng ta mới có thể, chúng ta mới có thể hiểu được một phần nào đó trong cái từ Phật học. Cho nên ở đây đó, những cái từ ngữ nào mà nó càng thông dụng thì nó mơ hồ. Mơ hồ ở đây nha, có nghĩa là nó được dùng nhiều khía cạnh, chúng ta không có nhất, không có nhất thiết là phải dịch một nghĩa này, mà chúng ta phải tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta dịch. Hồi nãy đến giờ khi mà chúng tôi trình bày như thế này, quý vị thấy học Pali có vui không? Chắc vui không nổi. Sự thật thì nói vui ở đây không phải là để coi, giống như kể chuyện coi hài để cho chúng ta cười, mà chúng ta sẽ vui vì khi mà chúng ta phát hiện ra một từ Pali mà xài ở trong kinh điển xài quá nhiều ý nghĩa, thì khi mà chúng ta được học nhiều ý nghĩa như vậy, chúng ta sẽ vui, sẽ hoan hỷ. Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị cái phần Pali vô địa học. Với ba chữ Dhamma, Vattu, Rupa mà thượng tọa giáo đẳng biên soạn trong ngày hôm nay cho chúng ta học. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bước qua cái phần Pali nghi thức nhật hành. Hôm nay trong phần Pali nghi thức nhật hành đó, thì chúng ta học chỉ có một câu thôi. Câu phát nguyện liệu chứng niết bàn. Idam me puñang nibbana nassapacciyo hutu. Nguyện phước báo đã làm kết liên duyên lành giải thoát. Như mà ở đây phân tích ra thì Idam puñang Puyam là một danh từ trung tính, số ít chúng ta xài đủ cách. Chữ Puyam, chữ Idam nó là đại từ, chỉ thị đại từ Ima, mà nếu mà chia theo
Y má mình chia theo chủ cách năm tánh là ai dâm, nữ tánh cũng là ai dâm. Nhưng mà chủ cách trung tánh thì ý đâm, vì chữ đi theo với chữ quy nhân cho nên gọi ý đâm. Phước báo này, phước báo này mê là sở thuộc cách số ít của liên, của nhân xưng đại từ âm hát. Chữ âm hát nó có một cái hình thức ngữ cách giản lược là chữ mê, số nhiều là vô. Nhưng mà mê và vô không xài ở đầu câu được, cho nên phải đụng ở phía sau một chữ. Thay vì là ý đăng, thay vì là mê ý đăng quy nhân. Nhưng mà ở đây đó là chúng ta phải xài là ý đăng mê quy nhân. Chữ mê phải chen vào trong. Phước báo này của con làm, hay là của tôi làm. Cái chữ mê đó nó xài nhiều ngữ cách lắm thưa quý vị. Sở dụng cách cũng được, phước báo này do tôi làm cũng được, chứ không phải là sở thuộc cách không. Chúng ta có cái bản chia, không biết là học Pali quý vị có chia nhân xưng đại nhân từ không, không biết. Ở trong 32 bài Pali giữa lòng, không biết là có chia nhân xưng đại danh từ hay không. Rồi tiếp đến chúng ta phải dịch ngược lại phía sau, dịch tới rồi chúng ta mới dịch ngược lại. Chữ hô tú, nguyện, nguyện là, chữ hô tú là mệnh lệnh cách của động từ hô tí, cho nên chữ hô tú nguyện là mong rằng hay là mong là. Bây giờ vô lẽ ra đó, hồi nãy phải chúng tôi gặp cái từ này trước, chúng tôi cho cái từ này thêm vô Pali vô địa học thêm một từ nữa thưa quý vị. Chữ Pachyo vô có nhiều nghĩa đó. Chữ Pachyo vô chát túc, Pachyo vô tức là tứ sự, là bốn món vật dụng, bốn cái nhu cầu thiết yếu trong đời sống của vị xuất gia là y phục chivara, vật thực bên đó tá, thú xứ senasana và thú trị bệnh vila napajyete sacchamarkara là tứ vật dụng. Mà chữ pachaya còn xài trong cái nghĩa là duyên, nhân duyên hay là lý do. Cô hi tú cô pachayo, do nhân gì, duyên gì, bạch Đức Thế Tôn, câu nói này được nói đến thì xài chữ cô hi tú cô bách chi vô, cô hi tú bách tê cô bách chi vô. Thì về chữ bách chi vô nghĩa thông thường nghĩa gì, còn cái chữ bách chi vô mà xài có cái nghĩa đặc biệt thì chữ bách chi vô trong bách thanh á, thì chữ bách chi vô thí dụ như người chúng ta nói avicca bách chi giác sankhara, bất chi gia sankhara, đó là do duyên vô minh có hành, do duyên hành có thức, do duyên thức có nhìn sắc của vật. Hoặc là nói trợ chữ bất chi kusala thomo kusala sathamassa hay tu bất chi gì nó bất chi vô, phát thiện trợ cho phát thiện bằng nhân duyên. Thì lúc bây giờ chữ Pachyo chúng ta phải hiểu là cái sự trợ, trợ giúp, trợ duyên. Thì ở đây đó,
Khi mà chúng ta làm phước, chúng ta nguyện rằng nguyện phước báo này do tôi làm hãy thành duyên niết bàn na sát, chứng làm duyên chứng niết bàn. Chữ niết bàn á là niết bàn, đâu có như vậy. Nhưng mà niết bàn na sát là chúng ta xài sở thủ cách, hay là chỉ định cách cũng được. Nhưng mà trong cái ý nghĩa này nó là tốt từ của Paccayā Mô Tú, thì chúng ta khẳng định được đó là Chặt Tha Nguyên Pháp Tí. Chặt Thi Nguyên Pháp Tí là cách Chặt Tốt Thi Nguyên Pháp Tí là cách thứ tư, là chỉ định cách nguyện do phước báo này của tôi làm, phước báo này cũng do tôi làm, nguyện làm duyên đến niết bàn, nguyện làm duyên đến niết bàn, nghĩa nó như vậy. Câu này cũng đơn giản thưa quý vị, đơn giản hơn cái câu mà chúng ta cũng nguyện giải thoát, nhưng mà nguyện là y đăng có tâm y quy nhân a sùng quốc khai du qua hăng hô tu a na là tê ca lê. Nếu mà chúng ta nguyện a sa quắc thầy vô và hăng khô túc cũng được, tức là nguyện do cái phước báo này nguyện làm duyên để đoạn trừ lậu hoặc trong tương lai, để đoạn trừ lậu hoặc trong tương lai cũng được. Nhưng mà nếu nguyện tóm tắt thì y đăng mê pu nhân niết pa nát sát pa chi vô khô túc, phước báo này do tôi làm nguyện thành duyên đến niết bàn. Chúng ta xài được cái nghĩa đó thì đây là cái phần Pali Nhật Hành hôm nay. Pali Nhật Hành của chúng ta chỉ có một câu ngắn thôi, nó không có dài dòng, nó không có nhiều, cho nên chúng tôi trình bày cũng bấy nhiêu đó. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, và phần thời gian còn lại xin cung thỉnh Thượng Tọa Chất Đẳng hướng dẫn cho Phật tử học Pali. Nam mô Bổn Thầy. Sa thưa kính trình Hòa Thượng Tự Sư. Thật ra thì nếu mà để nói về đề tài nghĩa thì có lẽ Hòa Thượng Tự Sư sẽ nói hoài, cũng phải vì thật ra có rất nhiều chuyện ở trong Phật học. Nhưng mà nếu vị nào mà quen đọc sách và để ý chữ Pali thì quả thật là những gì Hòa Thượng nói rất là thú vị, và chúng ta nghe được rất là nhiều chữ. Do đó khi mà mình học, cái tâm mình nên mở rộng, thưa quý vị, không nên chấp một chữ. Tại thật ra ngôn ngữ mà nó rất là đa dạng phong phú. Bây giờ thì để thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ, và tiếp theo thì xin thỉnh Đại Đức Từ Tri tụng cho cái câu hôm nay 10 lần, và cũng sau đó thỉnh Đại Đức Từ Đức cũng như Sư Nguyên Thông và các vị tu nữ khác tiếp tục, để chúng ta cùng nhau đọc một câu Pali. Thật ra cái câu mà phát nguyện nguyện phước báo đã làm cái duyên lành giải thoát này đó là rất là phổ thông ở tại Tích Lan và Biển Điện. Thái Lan thì không phổ thông lắm. Nó khác với cái câu mà chúng ta ở Việt Nam thường đã đi triệt trừ những phiền não ngũ uẩn trong tâm ngày nay. Ở Việt Nam chúng ta, ở Biển Điện và ở Tích Lan thì họ sử dụng câu này để phát nguyện rất là nhiều. Bây giờ thì không biết là Đại Đức Từ Tri có ở trước máy không? Tôi được xin thỉnh Đại Đức Từ Tri đọc cho 10 lần. Dạ, xin Đại Đức Từ Tri. Kính thỉnh lễ Thượng Tọa Nhất Đẳng cùng chư vị giảng sư, chào đại chúng. Xin phép được đọc câu kinh Pháp Nguyện Độ Chứng Niết Bàn.
Tam mê bổn nhân ni pa na sa pa cha yo ho tu. Tam mê bổn nhân ni pa na sa pa cha yo ho tu. Tam mê bổn nhân ni pa na sa pa cha yo ho tu. Tam mê bổn nhân ni pa na sa pa cha yo ho tu. Idam me punyam nipana sapacayo hotu. 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 Nguyện phước báo đã làm kết duyên lành giải thoát. Và tiếp theo kính thỉnh đại đức trợ đức ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức tăng đại diện trong đạo tràng. Kính chào bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể tăng đạo tràng không đọc bà đọc câu kinh phát nguyện liệu chứng niết bàn ạ. Ít đằng mê pun nhân ni pa na sa pa cha yo ho tu. Ít đằng mê pun nhân ni pa na sa pa cha yo ho tu. Ý đăng mê bồn nhân ni pa na sa pa cha yo ho tu. Nguyện phước báo đã làm kết duyên lành giải thoát. Dạ con xin hết ạ. Kính mời sư Nguyên Thông ạ. Dạ con cung thỉnh sư Nguyên Thông cầm mic trở lại đạo tràng, chúng con không nghe được âm thanh của sư ạ. Dạ con xin đọc lại. Y đăng mê bồn nhân niết bàn na sa pát cha ya ho tu. Y đăng mê bồn nhân niết bàn na sa pát cha ya ho tu. Y đăng mê bồn nhân niết bàn na sa pát cha ya ho tu. Nguyện báo đã làm kết duyên lành giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính mời chư Phật tử. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Kính chào đạo tràng. Và bây giờ con xin đọc bài. Dạ, không biết là. Dạ, cảm ơn tu nữ Như Pháp. Y đăng mê buôn nhân niết bàn na sa pát cha yo ho tu. Y đăng mê buôn nhân niết bàn na sa pát cha yo ho tu. Y đăng mê buôn nhân niết bàn na sa pát cha yo ho tu. Y đăng mê buôn nhân niết bàn na sa pát cha yo ho tu. Nguyện phước báo đã làm kết duyên lành giải thoát.
Y đăng mê buôn nhăng nếp bà nát sa bát cha vô hô tú. Nguyện phước báo đã làm kết duyên lành giải thoát. Y đăng mê buôn nhăng nếp bà nát sa bát cha vô hô tú. Nguyện phước báo đã làm kết duyên lành giải thoát. Dạ, con thành kính tri ân quý ngài. Dạ, bây giờ con kính thỉnh như dạ, sa thú kính cảm ơn của tu nữ Tệ Duyên. Nam mô Bụt Thầy Giá, con tu nữ Như Pháp thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Phong Lan, cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Cảm ơn Phong Lan. Y đằng mê buồn nhằn nếp bà nát sa bát cha vô hồ túc. Y đằng mê buồn nhằn nếp bà nát sa bát cha vô hồ túc. Y đằng mê buồn nhằn nếp bà nát sa bát cha vô hồ túc. Nguyện phước báo đã làm kết duyên lành giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính nhân mít đến đạo tràng. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô tư nữ Như Pháp. Dạ, con xin được đọc. Con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Con xin phép đọc. Y đầm mê buồn nhằn nếp bà nát sa bát cha vô hồn tú. Y đầm mê buồn nhằn nếp bà nát sa bát cha vô hồn tú. Y đầm mê buồn nhằn nếp bà nát sa bát cha vô hồn tú. Nguyện phước báo đã làm kết duyên lành giải thoát. Dạ, con xin cảm ơn và xin được gửi bích lại. Dạ, xin được hỏi là trong lớp học còn có vị nào muốn tụng bài này ở cuộc tụng câu này nữa không? Thì xin được mời. À, nếu vị nào muốn tụng thì hoan hỷ đưa tay lên. À, thưa vị, hôm nay chúng ta có mà thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Tư Quyền ở trong room, mà chúng ta cũng còn tương đối có nhiều thời giờ. Xin được hỏi có biết thượng tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô thảo luận, rồi thỉnh thượng tọa Tư Quyền trả lời cô thảo luận, sau đó chúng ta sẽ trở lại lớp phản ứng. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Tân và thượng tọa Tư Quyền có mặt ở trước máy không? Có lẽ nhiều vị không có mặt ở trước máy, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay là chúng ta học về nhân từ. Ô dạ, thấy cho thượng tọa Tư Quyền. Thượng tọa Tư Quyền nghe được phải không? Dạ. Dạ, con nghe được. Hôm nay chúng ta có một câu kinh để phát nguyện chứng đắc niết bàn do cái phước báo đã làm đã, giờ thì có đã làm thì thì tôi có nghĩ chia sẻ một vài cái cảm nhận. Chúng ta là một vị tu sĩ ở tại các quốc gia Phật giáo như Tích Lan và Biến Điện đó, thì hầu như là những người Phật tử rất là tha thiết, rất là mong mỏi để chứng đắc niết bàn. Ở Việt Nam chúng ta thì thường là người ta cầu phước báo như ở cõi trời hay là sanh về cực lạc, nhưng mà rất ít người để hướng cầu niết bàn. Thì dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của thượng tọa Tư Quyền đó, cái gì khiến cho chúng ta tha thiết, cái gì khiến chúng ta hoan hỷ để chứng đắc niết bàn? Kính thỉnh thượng tọa Tư Quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, cho tôi để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng. Tâm anh thành đức, tôi đi đến Tôn Đức Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tôn đức của chư Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, cần phải nói rằng là trên vùng và một cái hiểu biết về giáo lý Phật Pháp và cũng như trên con đường thực hành thiện sự theo lời Phật dạy của người Phật tử quốc giáo và một số người Phật tử Á Châu của chúng ta còn lại, nó rất là khác. Có thể nói rằng nhờ thấm nhuần qua nhiều thế hệ, đối với những người đệ tử mà thuần thành
của Phật giáo Nam truyền, và đặc biệt như các nước Tích Lan, Nguyễn Điện, thì người ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Có thể là mục đích mà cao cả của Đức Phật là chuyển mê khai ngộ lý khổ đắc lạc cho tất cả chúng sinh. Bởi vì ngày nào mà còn hiện hữu thì ngày đó còn đau khổ, dầu cho lời dục giới, sắc giới hay vô sắc giới thì cũng sẽ còn bị trầm luân, còn bị sanh tử, còn bị đau khổ lại cuộc đời này. Cho nên những việc làm gì thuộc về các họ cũng đây làm nhân, đây làm nhân để đưa đến Niết Bàn. Cái đam mê vui nhàn Niết Bàn sắp phải chịu hồ tú. Cái việc lành này, cái việc phước này hãy là nhân đưa đến Niết Bàn. Thì chính cái tinh thần đó, và họ thấy rằng được cái sự giáo dẫn, được cái sự chỉ dạy, Niết Bàn là chính là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, không còn khổ đau, không còn sanh, không còn tử. Khi mà không còn sanh thì không có lão bệnh tử, không có xuất hiện trên cuộc đời này. Mà cuộc đời này tức là khi còn sanh hữu, nghiệp hữu xuất hiện thì sẽ có toàn bộ các khổ ứng xuất hiện. Vì vậy cho nên họ muốn chấm dứt cái sanh tử khổ đau thì đó chính là Niết Bàn. Chúng ta thấy cách hiểu được như thế thì làm đúng cái lời Phật dạy: uống tận nguồn, ăn tận gốc tận ngọn, và làm những điều kiện thiện sự này để đưa đến cái kết quả chấm dứt đau khổ, dầu cho việc thiện lớn như việc thiện nhỏ gì cũng như thế. Nhưng ngược lại á, đây cũng là một cái lỗi của một số người đi trước, và đặc biệt tức là cái tinh thần mà nhoi da, hay cái tinh thần mà chỉ ăn hiền ở lành, làm lành đánh giữ theo cái một số cái xã hội cuộc đời người ta chỉ dạy đó, cái đạo giáo người ta chỉ dạy nó chỉ là như thế. Và thế là các vị giàu cho có hiểu, nhưng các vị cũng muốn lập trình một cái phương hướng để hứa hẹn cho người ta đi vào một cảnh nào đó mà chúng sinh phải thụ hưởng, chúng sinh phải có một cái cảm thụ, cái kết quả công năng mà bao biết bao năm mình bỏ ra để mình tu tập, được hưởng lạc như thế này, hưởng hạnh phúc như thế kia. Thì kính thưa quý vị, ở đó chính là một điều mà rất là khác, cho nên cái sự giáo dẫn nó khác. Như chúng ta thấy, chúng ta hãy niệm Phật để giảng sanh về cõi Tây Phương. Có Đức Phật Di Đà đến để tiếp rước chúng ta, đưa chúng ta về cuộc cảnh giới Tây Phương. Ở nơi đó, chúng ta được hưởng lành mà chúng ta không có chịu quả khổ vân vân. Thì tự nhiên chúng ta niệm Phật, cái chúng ta đi về. Thì một chuyện nó rất đơn giản, cái công phu tu tập nó không có trải qua một cái gì cả. Mà chỉ là niệm Phật rồi, làm cái gì làm rồi tới già rồi niệm Phật, hay là nhờ các ban hộ niệm, hay là khi mình chết được cái hộ niệm, thì cái đó mình sẽ giảng sanh về cảnh giới Tây Phương. Thì chẳng những vô tình nó không được như ý những người nó muốn, mà vô tình ở đó chúng ta đã đi ngược lại, chúng ta đã bô bát một phần cái giáo lý nhà Phật. Bên trên giáo lý nhà Phật đó chính là cái giáo lý của nhân quả, cái giáo lý của cái gì, của cái sự tu tập, của cái sự ly tham, của cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau, chứ không phải là hứa hẹn một bến bờ, hứa hẹn một cõi vực nào đó rồi tất cả chúng sinh đó tới đến đó mà nương mà trú mà ở. Thì vì vậy cho nên nếu chúng ta nhìn xét lại thì chúng ta thấy nó rất là khác. Còn như người Việt Nam chúng ta, hay là những cái người mà ở các cái nước như là Hồng Kông, Macau, Đài Loan, vân vân, thì tất cả những cái nước đó, người ta luôn luôn người ta cũng mong làm những cái việc lành. Nhưng những cái việc lành này để người ta thừa hưởng, để trời thương đất tưởng, chư thần chư thánh gia trì hộ độ cho họ được sức khỏe, được dung sắc, được thính, được nghe nhiều cái lời ca tiếng hát, được ngửi nhiều cái mùi thơm, và được xúc chạm êm ái nhẹ nhàng. Và cái đời sống đó chính là một cái sự thụ hưởng, nó mang tính thụ động. Còn ngược lại cái tinh thần của nhà Phật, thì Đức Phật này chỉ rõ, chúng ta thấy con người mình muốn thụ hưởng, cho nên khi nói đến Niết Bàn họ không muốn nghe, họ không muốn quan tâm, họ chỉ muốn cõi đời này họ được vui, dầu cho là giả dối cũng được, dầu cho là không đúng cũng được.
thì chúng ta thấy rất là phức tạp. Không phải chuyện chuyện bình thường, một chuyện đơn giản đâu. Nếu như một người mà không muốn tu, không muốn làm, thì không thể nào mà gây cái nhân lành, gây cái thiện duyên lành được. Cho nên nếu như mà chúng ta hiểu biết được cái lời dạy của Phật, thì chúng ta mới thấy rằng sở dĩ mà các vị, người ta cầu á, người ta nghĩ rằng á, Niết Bàn tự nhiên, tu thì không có cái gì hết trơn, ít nhất cũng có hứa hẹn cái cảnh giới này, cái cõi kia. Rồi từ người ta về đó, người ta thụ hưởng, từ ở đây tính là họ đặt như cái việc làm phước, nó chính là tinh thần của pháp dục. Cho nên muốn làm phước, nhưng điều mà ở đó chính là nó sanh lại những cái cõi trời hay là cõi người. Họ tu có cái điều kiện, có cái điều kiện để sanh y về cảnh giới đó, để hậu nghiệp đời sau họ được hưởng tiền giàu có, rồi quyền thế, nổi tiếng, vân vân, danh vọng, địa vị. Thì ở đó chính là một bài bản mà họ được sắp đặt. Và dựa trên cái tinh thần, dựa trên cái tinh thần kiết tường, trên cái thần, cái tinh thần mà cầu an lành, cho nên họ thiết lập những cái bài kinh hay là bài những cái bài kệ, để từ đó có mà để đọc, có mà để tu. Chứ sự thật ra thì đây không phải là những cái lời khuyên của Đức Phật. Chúng ta phải nhớ như vậy, đó không phải là lời khuyên của Phật. Cái lời Phật khuyên á là chúng ta phải nên lánh xa những cái điều ác, thực hiện các cái điều lành. Thì đấy là cái mẫu số chung. Nhưng họ muốn làm một cái gì, một tránh xa cái điều ác đó, là họ sẽ được quả lành. Mà quả lành đó là cái gì? Là trời hay người. Họ thực tế lắm. Thì ở đây khi nào mà còn cái sự mong cầu hưởng lạc, còn sự mong cầu hưởng dục, thì những cái tâm thù hưởng đó, hay là cái nhân đưa đến đó, chính là họ là quả bất thiện không? Chứ không phải là quả thiện. Cho nên người đệ tử, nếu như mà có sự tu tập á, thì chúng ta biết rằng á, sự hiện hữu dầu chúng ta là muốn sinh ra trong cuộc đời để tiếp diễn nữa, thì nó cũng là đau khổ. Và chính con người mình sợ, mình muốn tầm cầu với mình, bởi mình không biết được cái giá trị của Niết Bàn, không biết được cái sự cao cả, cái sự tốt đẹp và cái sự bình an khi chúng ta không còn phải con cháu, khi chúng ta không còn bị cái bệnh mà chồng con, vợ chồng con cái, cháu chắc gì đó cùng chung vào một nhà, chung vào một chỗ, thì chúng ta cho chúng coi cái đó là sai. Nhưng quả thật cái đúng cái sai gì nó cũng đã là như thế. Cho nên vì vậy tại sao mà họ luôn luôn cầu mong về cõi Tây Phương hay là được sanh về cõi thiên giới, cho họ không có mong về cõi Niết Bàn, bởi vì họ muốn hưởng được. Ở đây chính là cái tham. Mà còn muốn hưởng được thì kính thưa quý vị, nó còn, sẽ còn muốn sanh tử. Thì sanh tử, muốn chúng ta muốn thì nó vẫn tiếp tục cho chúng ta sanh tử. Nó lôi, nó kéo chúng ta đi về. Thế đây chúng ta thượng tọa thì đứng tới cái nhìn của chính con, thì con thấy rằng là chính vì họ chưa hiểu rõ về Niết Bàn. Và đó là cái lý thứ nhất. Cái thứ hai nữa, các vị thầy qua hướng dẫn họ đi trong con đường, tức là chỉ niệm Phật A-di-đà hay chỉ làm phước gì, chút ít gì đó, hướng tâm đến đó và họ sẽ được chứng, họ sẽ được dự, họ sẽ được niệm v.v. Thì những cái điều này chính là những cái điều mà được chế định, những cái đặc định thôi, chứ không phải là cái lời Phật dạy. Thì kính thưa quý vị, xin có đôi điều xin trình bày qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng là vậy. Bây giờ tiếp tục chúng con đã trả lời xong. Nếu có điều chi sẽ tất kính những mong Thượng Tọa bổ túc cho. Và cũng kính cung thỉnh Ngài và kính chào toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Thầy nhé. Sa thục kính trình Tọa Tuyên Quyền. Xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân một lần nữa là Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân... Dạ. Thì đó tên có nhiều khi chúng ta quen, chúng ta hay phát nguyện. Nhưng mà phải chăng là mỗi khi mà chúng ta làm một việc phước mà mình phát nguyện, tức là mình làm được cái gì có phước báo, thì mình có phát nguyện, thì cái lời phát nguyện nó mới có giá trị, có phải như vậy không? Hay là bình thường khi mình tụng kinh cứ nguyện là đủ? Xin thì ta chia sẻ một vài cái suy nghĩ về điểm này. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chư tăng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Na, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, được tự trì để được tự được sinh thông cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện hành tín nữ. Thì con nghĩ rằng ở đây đã thì thường đó là
có số người quan niệm rằng thôi mình cứ làm việc thiện ấy. Tức là mình thực hiện cái việc thiện mình cứ làm thôi, chứ cũng không có cần phải phát nguyện. Rồi có một số người thì cho rằng là cái việc mà mình làm việc thiện là mình phải phát nguyện, phải phát nguyện. Vì cái người mà người có một người họ ảnh hưởng về tư tưởng, có thể nói rằng là nếu mà mình còn nguyện thì có nghĩa là mình còn mong muốn cái này, mong muốn cái kia. Nhưng mà theo con nghĩ rằng cái việc mình làm thì nó sẽ có cái quả của cái việc thiện đó. Thường thường là đưa đến cái quả lành. Việc thiện thì phải đưa đến quả lành. Do mình làm những cái việc thiện cho nên nó thường là có đưa đến cái quả lành ở trong đời sống. Nhưng mà nếu mà mình con nghĩ rằng tùy vào mỗi việc thôi nha. Thì mình có cái thói quen là mình sau khi ngồi thiền mình phát nguyện, rồi hoặc là sau khi mà mình tụng kinh xong thì mình phát nguyện, rồi có khi là sau khi mình bố thí cúng dường xong thì mình phát nguyện. Thì nói chung là các cái việc thiện hết á. Bây giờ mình trì giới hàng ngày là cũng là cái việc thiện vậy. Nhưng mà mình không phải là mỗi chuyện mà mỗi việc á mình đều phải phát nguyện. Không phải mỗi ra buổi sáng là mình phát nguyện, trưa mình phát nguyện. Con nghĩ rằng khi mà mình làm việc thiện thì nó sẽ có cái quả lành. Cái quả lành. Nhưng mà cái quả lành đó nó có thể đưa đến cái sinh hữu trong đời mới, đời kế tiếp, đời sau. Nhưng mà có những cái quả lành đó, nếu mà chúng ta có cái phát nguyện để mà chứng đắc niết bàn đó, thì cái việc thiện của chúng ta làm nó trở thành một cái điều kiện tốt để làm cho chúng ta giảm thiểu cái phiền não, để giảm bớt cái đời sống luân hồi, để rồi chấm dứt sanh tử luân hồi, chứng đắc niết bàn. Thì theo con nghĩ rằng mỗi người có một cái phát nguyện khác nhau, nhưng mà cũng không phải là những chuyện gì mình cũng đều là phát nguyện. Nghĩ rằng cái nguyện là một lẽ, cái nguyện là một lẽ. Tại vì giống như là mình có cái ý muốn thiện, rồi mình cố công để mà mình thực hiện những cái điều thiện đó, để nó trở thành cái công đức, nó trở thành cái phước báo đó. Thì về sau đó nó trở thành cái hành trang tu tập của mình, để mà đưa mình đến cái sự giải thoát. Một người mà có cái sự phát nguyện á, thì con nghĩ rằng cái điều đó cũng nên cần thiết. Tại vì không phải là chuyện gì mình cũng phải phát nguyện, cũng phải phát nguyện hết. Nhưng mà nếu mà mình có phát nguyện là y đang mê buôn nhân nếp ba na sạp bách chê vô hô tú, thì con nghĩ rằng đó là cái duyên, như là cái câu nguyện là do cái phước này làm để làm duyên đưa đến chứng đắc niết bàn chẳng hạn. Thì đó cũng là một cái ý, cái tâm nguyện, giống như mình có cái dục như ý túc vậy. Mình có cái ý muốn để hướng đến cái chứng đắc niết bàn. Nhưng mà rồi thì mình cũng phải có cái sự nỗ lực rất là nhiều, tức là cái sự siêng năng hành trì từ những cái thiện công đức của mình, từ bố thí, rồi việc một việc trì giới, thiền tập, rồi là cung kính phục vụ nghe pháp, những cái việc thiện đó nó trở thành những cái việc làm mà mình sau này nó trở thành cái hành trang để mà mình đi đến cái chấm dứt sanh tử luân hồi. Khi mà mình có phát nguyện, con nghĩ rằng đó giống như một cái định hướng cho mình, chứ không phải là nó tới đâu là tới. Bởi vì dù sao đi thì mình phải biết là sợ sanh tử luân hồi, sợ cái khổ đau của luân hồi, ngán ngẩm của sanh tử luân hồi, thì mình mới có thể phát nguyện chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì khi những cái công đức thiện sự mà mình làm
thì thường là mình có những cái sự phát nguyện nè, mà con nghĩ rằng cũng không phải là việc gì mình cũng phải phát nguyện hết. Nhưng mà nếu như mình có dịp mình cúng dường, bố thí cúng dường, mình phát nguyện, hoặc là mình thiền tập ở trong đời sống hàng ngày, rồi có khi đó là mình có khi là mình nguyện là làm sao để rồi làm cho cái phiền não nó vơi đi, rồi hoặc là mình cung kính, mình phục vụ, hoặc là mình giữ giới, trì giới gì đó, thì mình cũng là những cái việc thiện thôi. Cho nên là khi mà mình có phát nguyện để cái điều mà phát nguyện mong muốn của mình có cái hiệu quả đó, có cái kết quả tốt đó, thì con nghĩ rằng cần phải nỗ lực rất là nhiều, cả về tâm lực của mình có sự nỗ lực rất là lớn, thì mình mới có thể là cái điều đó nó mới dẫn đến, hoặc là có thể là đưa đến cái chứng đắc niết bàn được. Bị một ngày mình làm một chút, chúng tôi nghĩ rằng là cái phiền não của chúng sanh phàm phu á, thì nó từ vô lượng kiếp rồi. Và mình phải tập tập tu cho mình phải sửa đổi cho mình, rồi mình tạo những cái thiện sự, cái công đức tu tập của mình để trở thành cái hành trang, rồi lần lượt rồi mình mới gột sạch những cái phiền não. Chứ còn mình chỉ nói suông bằng cái miệng không á, thì cũng chưa có cái kết quả. Mà ở đó là nguyện bằng với cả cái tâm lực của mình và với tất cả những cái sự nỗ lực của mình để mà mình hành thiện, mình hướng đến cái đạo lộ giải thoát, thì nó mới có cái kết quả được. Và cứ như vậy chúng ta làm dần dần, một ngày chúng ta làm một chút, rồi một thời gian chúng ta làm thêm một chút nữa, rồi trọn cả cái đời này chúng ta tu tập như vậy, chúng ta cũng phải vẫn làm, và chúng ta vẫn có cái ý nguyện. Chúng tôi nghĩ rằng mình phải có cái ý nguyện. Cái ý nguyện đó nó trở thành cái định hướng cho chính mình, định hướng cho chính mình. Chứ đương nhiên còn luân hồi thì mình sẽ trôi dạt thôi. Còn luân hồi thì mình trôi dạt, nó tùy theo cái hạnh nghiệp của mình, rồi là mình tái sanh ở trong cảnh giới. Nếu mà mình làm nghiệp thiện thì mình sanh cảnh giới an lành. Nhưng mà rỡ như là mình không có tạo được cái nghiệp thiện mà mình tạo cái nghiệp bất thiện đó, thì mình sẽ sanh vào khổ cảnh. Nhưng mà nếu như một người có phát nguyện chứng đắc niết bàn, cái duyên đó để làm đưa đến chấm đức niết bàn, thì chính là những cái phương tiện tốt để giúp cho mình thu ngắn cái đời sống luân hồi. Nhưng mà nguyện là một lẽ, nhưng mà cái sự thực hành nỗ lực của mình là một lẽ, mình cố gắng nỗ lực thì sẽ có cái kết quả ở trong cái sự nỗ lực của chính mình. Con nghĩ là như vậy. Cho nên ở đây đó, cái việc mà một người mà chứng đắc niết bàn cũng có nghĩa là chỉ cho các cái bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh vô lậu. Khi mà các ngài chứng đắc niết bàn như vậy thì cái đời sống luân hồi các ngài cũng không có nữa. Cho nên là mình có cái ý nguyện là cái giống như là cái dục như ý túc, để là mình có cái ý hướng để định hướng cho mình cái mong muốn của mình. Rồi mình phải có cần như ý túc, là mình nỗ lực rất là nhiều, phải tha thiết, rồi phải nỗ lực rất là nhiều ở trong các việc, trong cái việc mà thực hành những cái thiện pháp trong đời sống hàng ngày. Rồi mình phải tập luyện tập cái tâm của mình, phải biết dứt bỏ những cái câu uế, những cái bận nhơ, tham sân si tà kiến tật nghi hoài nghi, tật đối hoài nghi gì đó, thì mình phải biết dứt bỏ. Chứ mình không biết dứt bỏ thì mình sẽ là cũng không có cái kết quả đó. Cho nên cái việc nguyện là một phần, rồi cái việc nỗ lực của mình là một phần, rồi mình phải trao tâm sửa tánh của mình bằng phương pháp thiện tập trong đời sống hàng ngày, thì nó mới có thể là đưa đến cái chấm dứt sanh tử luân hồi được. Và chúng ta cũng nghĩ rằng đường luân hồi chúng ta còn dài, và do vậy đó thì chúng ta phải cố gắng để gột từ từ những cái phiền não, thì mới có mong rằng nó sẽ chấm dứt được. Còn nếu chúng ta không cố tâm để chúng ta gột bỏ, không cố tâm để chúng ta thực hành những cái thiện pháp,
thì chúng ta có nguyện nó cũng khó mà có cái kết quả như vậy. Thì con xin có cái ý để chia sẻ qua câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa thủ kính trân thượng tọa Pháp Tịnh. Ở thứ Phật tử mỗi người có một cái mỗi người có một cái cách để phát nguyện. Riêng cá nhân chúng tôi đó, thì thưa quý vị, khi mà chúng tôi đi đâu thấy có chuyện gì khổ trong cuộc sống, mặc dù là cái khổ của người khác hay là khổ chính bản thân của mình, thì chúng tôi nghĩ đến giải thoát, nghĩ đến sự chấm dứt khổ. Đối với chúng tôi thì Niết Bàn là sự diệt khổ. Rất, khi mà nghĩ đến điều đó thì mỗi lần làm chuyện phước thì chúng tôi luôn luôn đọc cái câu mà quý vị học ngày hôm nay để mong cho mình được thoát khổ. Niết Bàn nó cũng nghĩa là khổ. Đọc lâu thì chúng ta cảm thấy rằng sự phát nguyện này làm cho chúng ta rất là mạnh mẽ ở trong sự tu tập, và cho chúng ta cái ý hướng thật sự là dẫn đến giác ngộ giải thoát. Đôi khi chúng ta nghĩ đến cái gì nó quá xa xôi đó, thì thật ra chúng ta không có chúng ta không có biết nhiều, nhưng mà khổ là cái gì thực tại trước mắt. Và giải thoát khổ tức là Niết Bàn, và Niết Bàn đồng nghĩa với diệt đế hay là diệt khổ. Bây giờ thì rất là trân chư tôn đức, bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần học phản ngữ. Ngày hôm nay thì chúng ta học hai cái phần văn phạm, chúng ta học cái danh từ trung tánh, vị ngữ ý và vị ngữ ú. Nếu quý vị phần tử để ý thì rất là dễ, là bởi vì danh từ trung tánh nó thường giống với danh từ nam tánh. Thí dụ như tiếp viên ngữ tận cùng bằng ú của nam tánh thì nó cũng tương tự, gần tương tự thôi, chứ không phải tương tự hoàn toàn, gần tương tự như là danh từ nam tánh viên ngữ ú, ý cũng vậy mà y cũng vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu về chữ ác thí. Chữ ác thí này, chữ quý vị để ý, chữ hai có chữ t có hai chấm dưới, hai chữ t có hai chấm dưới, đúng là đọc là ác thí. Ác thí chứ không phải ác thí. Quý Phật tử sang Tích Lan người ta đọc, chúng ta nghe phân biệt rất là rõ. Công nghĩa là ách thí, nghĩa là xương, xương hay là hạt giống. Chủ cách là số ít là ách thí, số nhiều là chủ cách, số nhiều là ách thí, ách thí ní. Đối cách là ách thí, đối cách số nhiều là ách thí, ách thí ní. Sở dụng cách là ách thí na, ách thí na. Sử dụng cách số nhiều thi hí. Và ở trong cổ văn hay là cũng có Athifit. Xuất xứ cách là Athena, xuất xứ cách số nhiều là Athitit. Và chúng ta cũng có Athifit. Chỉ định cách số ít là Athino, Athisa. Và số nhiều là Athinan. Sở thuộc cách là Athino, Athisa. Sở thuộc cách số nhiều là Athinan. Định sở cách là Athini, Athimhi, Athismim, Athisu. Khô cách là Athi, Athi, Athihini. Chúng ta nhớ là chủ cách, đối cách và khô cách thì nó có khác chút. Ba cách, còn cái kia thì nó giống như là danh từ nam tánh vị ngữ ý. Những chữ sau đây là những cái biến cách của nó có cái biến cách giống như là Athi, là chữ Vari. Vari là nước. Vari là nước. Akhi là con mắt, Sapi là bơ loãng. Cái chữ Sapi này đó, người Việt Nam chúng ta không có biết nhiều đâu, và ngay cả người Mỹ đó họ cũng không có phân biệt. Cái Sapi này đó, đúng ra trong tiếng Anh đó, thì họ dùng theo tiếng Ấn Độ gọi là ghi, ghi chữ ghi là biết như vậy thưa quý vị. Ghi. Thì cái này á, chúng ta gọi là bơ loãng. Cái bơ loãng này đó, thật ra thì trên phương diện nếu mà nó mắc hơn là bơ thường. Bơ thường quý vị thấy bơ đặc á, nó rẻ hơn. Nhưng mà cái bơ loãng này đó, thì cái khả năng mà chịu nhiệt độ á, nó chịu được nóng hơn. Thật ra cái acrylamide tức là cái khói á, nó biến thành khói thì
nó chậm hơn mình ít hơn, thật ăn tốt hơn. Dầu hay là bơ mà nó mau cháy đó, nó mau cháy ở nhiệt độ thấp đó, thì cái đó bây giờ họ đó là nguyên nhân ung thư. Thật ra nếu mà mình làm cái gì mà chiên bơ mà chiên bằng ghi á, thì nó tốt hơn là butter. Dạ, butter là thường chúng ta còn có một loại bơ khác, margherita, nhưng mà chúng ta có cái loại bơ gọi là bơ loãng. Thì bơ loãng thật ra nó mắc hơn bơ đặc, thưa quý vị. Rất tiếc là tiếng Việt Nam chúng ta thì mình nói chứ người Việt Nam khó hình dung ra cái này là chúng ta ít có xài cái bơ sữa. Thật ra chúng ta không có xài cái này, nhưng mà bơ này. Và đá đí ở đây là sữa đông. Cái sữa đông này đó, nó khác với yogurt. Dạ, nó khác với yogurt. Cái này ở trong tiếng Anh gọi là curd. Dạ, quý vị chờ chúng tôi một chút xíu nha. Curd. Quý vị sang bên Ấn Độ đó. Quý vị sang bên bên Ấn Độ á, thì nếu quý vị nào mà vào Ấn Độ tích lan á, thì cái curd, xin lỗi quý vị, cái thường nó biết có chữ S mà sao curd. Dạ, yeah. Cái này á là một cái loại sữa chua. Cái sữa chua này á là sữa chua chưa có cái quá trình lên men. Sữa chua mà lên men chúng ta gọi là yogurt hay là dơ ua. Còn cái này nó không có dơ ua, nó phải là dơ ua mà đó là sữa chua cái ban đầu thôi. Và thường là người ta ăn với cái nước syrup, ví dụ maple syrup ở Tích Lan thì họ hay ăn với một cái loại siro mà họ làm bằng dừa, nó ngọt, nó chế lên trên giống như chúng ta ăn đậu hũ nước đường vậy đó. Thì cái sữa đông này nó thường là nó phải để lạnh, thứ gì để lạnh, và họ để trong cái hũ bằng đất. Chúng tôi không có diễn tả được, nhưng mà cái curd này rất là phổ biến ở tại Ấn Độ, tại Nepal, ở tại Tích Lan, curd, sữa đông. Thì chúng ta tạm hiểu vậy thôi, chứ chúng ta cũng không có diễn tả cho khách. Khi nào mình quý vị có đi ăn, nhất là buổi trưa mà trời nóng đó, mình ăn cái đó trong cái tô, ăn trong cái thố bằng đất đông, ăn xong đập cái thố bỏ luôn. Nhưng mà ngon lắm, thưa quý vị. Achi là ngọn lửa. Ngọn lửa tức là ở đây không phải lửa cháy, mà chúng ta gọi là cái ánh lửa chập chờn, ánh lửa chập chờn ở trên. Ví dụ như quý vị quẹt lên thấy có ngọn lửa, chứ anh gọi là flames đó, là achi. Sát thí là bắp đùi, mà cũng là cái đùi, là một phần của cơ thể, bắp đùi. Và chúng ta có một cái biến cách danh từ trung tánh bị ngữ ú. Một lần nữa đó, thì chữ ú này đó, bị ngữ ú này nó cũng giống như là danh từ nam tánh bị ngữ ú, nhưng mà nó lại chỉ khác chủ cách, đối cách và hô cách thôi. Chúng để ý như là ở trên vậy đó. Ở đây có chữ chắc khú là con mắt. Mà chữ chắc khú này trong một trường hợp nào đó, đó nói những trường tượng giống như là nói nhãn sanh, minh sanh, tuệ sanh, thì cái chữ nhãn sanh đó chỉ cho sự thấy. Sự thấy, thấy cái gì đó. Chắc khú trong những trường tượng chỉ sự thấy. Chắc khú là con mắt. Chủ cách số ít là chắc khú, số nhiều, chủ cách số nhiều là chắc khú ní. Đối cách số ít là chắc khú, số nhiều là chắc khú ní. Sử dụng cách đó, số ít là chắc khu na, số nhiều là chắc khu hít, chắc khu phí. Thì quý vị quan hệ chờ chúng tôi chút xíu nha.
quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ. Thưa Phật tử, chúng ta đang đi vào cái biến cách danh từ trung tính vị ngữ ú và cái ví dụ là chắc khú. Dạ, chắc khú. Thì như hồi nãy chúng tôi có nói, chữ chắc khú nó có nghĩa là con mắt, nhưng mà đôi khi nó cũng có nghĩa là sự thấy. Dạ, sự thấy. Và trong đạo Phật thì chắc khú này tương đối là xài với nhiều nghĩa. Thí dụ chúng ta có mắt thường, chúng ta nhục nhãn, rồi có con mắt của trí tuệ gọi là tuệ nhãn, rồi có con mắt của Phật gọi là Phật nhãn. Dạ, thì chỉ chắc khú từ cụ thể cho đến trừu tượng thì có nhiều những từ khác nhau. Chúng cách số ít là chắc khú, chúng cách số nhiều là chắc khu, chắc khu ni. Đối cách số ít là chắc khu, số nhiều là chắc khu, chắc khu ni. Sử dụng sử dụng cách là chắc khu na. Ồ, số nhiều. Quý vị quan hỷ đổi lên là chỉ bỏ chữ H dùm chữ đây, bỏ chữ H, bỏ chữ H, là chỉ chắc khu, chắc khu ni. Chỉ chắc bỏ chữ H dùm chúng tôi. Dạ, chắc khu hí, chắc khu phí. Một lần nữa chắc khu phí là cổ văn. Dạ, cổ văn. Xuất xứ cách là chắc khu nô, chắc khu xa, chắc khu năng. Mấy chữ chắc khu này quý vị quan hệ bỏ dùm chữ H dùm chúng tôi. Chắc khu nô, chắc khu xa, chắc khu năng. Sở thuộc cách là chắc khu nô, chắc khu xa. Số nhiều là chắc khu năng. Xuất xứ cách là chắc khum hí, chắc khu xmín, chắc khu xúc. Khô cách là chắc khu, chắc khu, chắc khu ni. Dạ, đó là bây giờ chúng ta đi qua một số các cái danh từ có cái biến cách tương tự. Tha nút là cái cung. Cái cung giống như cái cung tên. Cung tên. Bữa hôm chúng ta học mũi tên, rồi bữa nay chúng ta học cung là tha nút. Tha nút là cung. Má thú là mật ong. Dạ, mắt thú là mật ong. Và cái chữ mắt thú này chỉ riêng mật của con ong thôi, còn những thứ mật khác thì không có kể. Dạ, riêng mật của con ong thôi. Á xú là nước mắt. Dạ, á xú là nước mắt. Cha nú là đầu gối, mà nó còn biết với cái chữ là cha nú. Dạ. Ở trong lịch sử Phật giáo có một, ở trong kinh điển có một nhân vật tên là Đi Khá Cha Nú. Đi Khá Cha Nú thường chư tăng Việt Nam hay dịch là cái ông đồ gói dài. Chúng ta cũng biết sao cái đồ gói dài, nhưng mà cha nú là đồ gói. Hồi nhỏ chúng tôi hay hỏi chúng tôi bị rầy đó là nói cái ống quyển dài thì phải, cái đùi dài phải, nhưng đồ gói dài là sao? Bị rầy. Nhưng mà có nhân vật tên là Đi Khá Cha Nú và cái việc gì là đồ gói dài. Đa rú là củi, củi đốt. Dạ, yeah, đa rú. Âm ú là nước. Dạ, chữ âm là nước. Quách xú là giàu có. Quách thú là nền, nước căn cứ, vị trí bất động sản. Ở đây chúng ta từng gờ lại có cái chữ giống như tòa tự siêu giảng. Quý vị nào mà để ý tòa tự siêu, khi nào mà giảng về biến từ một chiều nghĩa, thường tự giảng hòa thượng tự siêu giảng, hòa thượng giảng có hồn lắm. Thầy hòa thượng thích đến cái này. Hãy chữ nghĩa gặp hòa thượng là hòa thượng giảng đúng thế này, là đúng thế nghề của hòa thượng giảng nhiều lắm. Bây giờ chúng ta bước qua một số động từ. Anukampati. Anukampati là thương xót. Dạ, yeah, anukampati là thương xót, thương tình. Ở đây chúng ta dịch chữ Hán thì đúng nghĩa là bi mẫn. Dạ, xin bi mẫn. Anukampati. Dạ, thí dụ như mình, người học trò, mong rằng vị thầy phát khởi cái tâm bi mẫn, nghĩ đến cái lợi ích. Nghĩ rằng nếu mà mình không có tu, mình đau khổ, thì cái chữ gọi là anukampati là thương xót và thương tình. Và chê tí là dạy chỉ bảo. Samisê tí là pha trộn. Dạ, pha trộn. Dạ, giống như mình pha
Kakusiman Samisadi. Papachati là từ bỏ, hay là xuất gia. Dạ, từ bỏ xuất gia. Cái chữ này thì rất là quan trọng trong Phật giáo, chứ quan trọng Phật giáo. Nghĩa là người Việt Nam chúng ta hay nghĩ là đi tu, có nghe đi vào chùa. Đi tu là có được một cái hình thái gì, có được y, có được bát, có được này kia. Nhưng mà khi mà người Ấn Độ mà họ dùng chữ Papachita đó, thì thường được dịch là từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình. Dạ, sống đời sống không gia đình. Không gia đình đồng nghĩa với không vợ, không con, không cô cái, không này, không kia. Papachati. Dạ, Papachati. Thì chữ Papachati, cái căn bản của nó không phải là đi tìm cái gì hay được cái gì, mà căn bản là xả bỏ hay là buông xả. Dạ, Papachati. Dạ, Papachati. Vipakirati, Vipakirati là tung rải, gieo rải. Vipakirati. Chữ này thì cũng có, cũng được thường dùng. Ví dụ như chúng ta nói là tiên nữ tán hoa. Tiên nữ tán hoa là rải hoa. Hay là thỉnh thoảng quý vị thấy khi mà mình cung nghinh Xá Lợi hay là cung nghinh tượng Phật, người ta hay lấy mấy cánh hoa họ rải. Người ta gọi là Vipakirati. Thường gọi là bút phá, bút kinh đó, tức là rải hoa. Barajeti, Barajeti là đánh bại, đánh thắng. Cái Việt Nam mình cũng lạ lắm thứ gì. Thí dụ mình áo lạnh, áo ấm, không biết chúng tôi, quý vị ở ngoài Bắc, ngoài Trung sao, như ở trong miền Nam, áo lạnh, áo ấm thì giống nhau, mặc khi trời lạnh. Mặc dù ấm với lạnh là hai chữ nó khác ngược, nhưng mà áo lạnh áo ấm thì mặc thì nó giống nghĩa. Và đánh bại hay đánh thắng, mặc dù thắng bại nó đối nghĩa nhau, nhưng mà đánh bại đánh thắng nó cùng nghĩa giống nhau. Parachetti. Anukachetti là đi theo. Dạ, đi theo. Như một người đi trước mình đi theo, gọi là Anukachetti. Patheti là hy vọng, ước vọng, kỳ vọng, thế tí. Samichati là hoàn tất, thành công. Dạ, hoàn tất, thành công. Samichati. Báo thế tí là chuyển vận. Vận. Từ cái động từ mà báo thế tí này, chúng ta có cái chữ báo tá. Ví dụ như đó, thama chắc cá, báo tá ná, sút tá. Thầm là chắc các bộ tăng sút ta. Mà chúng ta gặp là chuyển pháp luôn. Chỉ chuyển đó là cái chữ từ cái động từ bao quát tê tí. Pháp được xem như là một cái xe. Bây giờ bắt đầu khởi động, vận hành hay là chuyển vận. Chuyển vận, vận hành tức là quay bánh xe. Chúng ta thường dịch chữ quay nữa. Quay bánh xe pháp luôn. Nhưng mà thật ra thì tức là khởi động. Mà khởi động vận hành, vận hành chế xe pháp gọi là Pavattheti. Chúng ta nhớ về kinh chủng pháp luôn là tham chắc cá Pavattanasutta. Pavattheti, chữ Pavattheti ở đây đó, nếu mà nó đi chung với Asuni có nghĩa là chảy nước mắt, và luôn luôn nó phải đi chung với Asuni. Đây là trường hợp đặc biệt. Nếu Pavattheti mà nó đi riêng là chuyển vận vận hành, nhưng mà nó đi với chữ Asu, chúng ta nhớ ở trên có chữ Asu, Asu là nước mắt. Asu đi Pavattheti nghĩa là chảy nước mắt hay là rơi nước mắt. Dạ, rơi nước mắt. Quý Pachati, quý Pachati là phân bố hay là phân tích, phân tôn, phân bố, tức là mình gọi là distribute. Dạ, yeah, distribute tức là mình, thí dụ như cái việc chỉ huy trưởng họ có một 1,000 lính, thì bây giờ họ chia ra thành ra 10 đội, mỗi đội 100 người đi chỗ này chia, cái đó cũng là quý Pachati. Hay là mình nhận được đồ cứu trợ, bây giờ mình phân bố ra, mình chia ra đi làng này thì được bao nhiêu, làng kia bao nhiêu, cái đó cũng là quý Pachati. Nhưng mà chỉ quý Pachati này còn có nghĩa là phân tích. Phân tích là sự chia sẻ. Dạ, sự chia sẻ.
chia sẻ, ví dụ như là ta nói trẻ sự tóc lần tư hay là phân tích điều gì đó, chúng ta có cái chữ gọi là quý phân gá. Quý phân gá là phân tích. Dạ. Dạ rồi, đó là điều mà chúng ta đã học ở trên. À, thưa quý Phật tử, chúng tôi hôm nay ở tại chùa đó, có một cái lễ cầu siêu. Dạ, lễ cầu siêu mà thực ra hôm nay ở chùa là có hai cái lễ cầu siêu. Một cái lễ cầu siêu chùa, cái lễ hóa táng. Thật ra chúng tôi phải đi sớm một chút. Bây giờ để không biết là chư Tôn Đức có mặt ở trong trung, có vị nào giúp nói cho 15 phút còn lại giúp. Và nếu mà Thượng Tọa Pháp Thân, Thượng Tọa Tự Quyền, vị nào còn ở trước mái, và kính thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền, Thượng Tọa giúp cho. Hôm nay là chạy thiệt rồi, xin kính thỉnh Thượng Tọa cho. Nhâm mô Phật. Dạ, dạ. Dạ, dạ, kính trường Thượng Tọa. Quý vị cứ tiếp tục cái đưa tiếp Bali này, và con có thể đảm trách được. Dạ, quý vị cứ đưa tiếp cái phần Bali này. Cái phần Bali này nó cái căn bản cũng rất là dễ. Ngược thư cái xong chưa hả? Ngược thư quý vị, cái phần Bali đã xong chưa? Rồi giờ xong hả? Rồi bây giờ nếu vậy thì phần Bali xong đó. Bây giờ chúng tôi phân tích cho quý vị cái nãy mấy câu mà đọc á. Khi mà y đang mê Nippana 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 Sapachiyo Hô Tú. Kính thưa quý vị, bây giờ ở đây á, cái chủ cách của nó y đang mê vô nhân và nó sẽ bắt chỉ vô hồ tú. Bắt chỉ á. Bắt chỉ vô này, đây là chủ cách. Cái duyên phước này. Ha. Cái duyên của cái phước này. Hãy làm nhân đến Niết Bàn. Bây giờ chúng ta chọn một cái chủ cách. Ở trong đây này nó có một cái chủ cách. Nếu chúng ta cho rằng bu nhá là chủ cách không được, hay hoặc là phước này hãy làm duyên đến Niết Bàn, không có được. Người ta nghe chúng tôi nói rõ không? Bởi vì cái chữ bu nhân nó là đổi cách. Để chúng tôi, quý vị, cô Như Pháp, sư cô Như Pháp bắt lại cho chúng tôi cái câu đó đi, là chúng tôi phân tích cho quý vị xem. Đây nè, y đăng mê. Y đăng, đây là một trạng từ. Mê là một nhân xưng đầy danh từ. Bu nhá là phước, mà chia theo bu nhân, tức là chia theo đối cách. Chúng ta nhớ như vậy, chia theo đối cách. Nippanasa. Nippana mà Asa đây chia theo đến thì cái là chúng ta gọi là xuất cách. Asa Anang Ayasma Ayas Asa Anang, tức là khi chúng ta dịch á, bây giờ chúng tôi nói trước là trong cái động từ, xin lỗi, trong cái danh từ này là bác chi, trong cái chủ từ đây là bác chi giá là chủ từ. Nip ý đăng mê bu nhân, cái duyên thực làm phước này, thì ở đây nghe cái chữ hô tú này, đây là một động từ mệnh lệnh, tức là nó là cũng được, hô tí này là hay là có cũng được, mà nó kêu theo cái mệnh lệnh cách. Bởi vì chúng ta thấy ý đăng mê bùa nhân Nippana Sapachiyo Hô Tú, tức là cái duyên phước này hãy đến Niết Bàn. Còn chúng ta dịch cho hay cái như đó cái như là nguyện phước này làm duyên cái như nguyện phước báo làm duyên đến giải thoát vân vân.
hay là nhân, tức là chúng ta là nhân đó, chúng ta nói cái nhân bất chi vô này, bất chi vô tức là cái nhân này hay là cái duyên phước này, cái duyên phước này hãy đi đến Niết Bàn. Chứ thì chúng ta không lấy chữ nhân nữa, cái chữ nhân đã xài được, là cái duyên phước này đó, cái duyên cái bất chi vô tức là cái nhân duyên phước này, hãy là hãy đi đến Niết Bàn, nó hãy hướng đến Niết Bàn, tức là duyên phước này hướng đến Niết Bàn, nó chỉ nghĩa gì thôi. Thì chúng ta dịch cho nó nghe nó hay, thì duyên phước này hãy làm nhân đến Niết Bàn, thì nghe chúng ta nghe cái tiếng Việt chúng ta nghe cho nó rõ hơn như vậy. Chứ ở đây thì cái chủ từ thì nằm chữ bất chi vô, cái chữ hô tú đã là một động Niết Bàn na xá, tức là cái này là đến chứ phải là của Niết Bàn. Vậy đó chúng ta gọi là cái này gọi là xuất xứ cách, tức là cách thứ năm, còn cách thứ sáu mới là của á xá a năng, còn là a ayasma amha a amha asma a ham a amha asma a năng, còn aya asa a năng. Dạ thì tất cả những cái mà y đăng mê, tức là chủ cách số ít, xin lỗi, đối cách số ít, khi cái đối cách nó số ít thì chủ y đăng. Ý đăng này một trạng từ thì chúng ta không có chia rồi, trạng từ chỉ cái nơi này nơi kia nơi chốn vân vân. Hoặc là khi đăng ý đăng vô hay là nô nha ti năng hô tú xuất cái ta hô tú nhà ta vô cũng vậy. Bây giờ cô viết lại cái chữ đó đi. Thường thường mình đọc trật lắc cái trơn à. Hoặc là y đăng nô, tức là hướng cho quyến thuộc á, y đăng nô hay là vô cũng được, chúng tôi hay là tôi, y đăng nô thì chúng ta phải là nha ti năng mới là hô tú xuất cái ta hôn tu nha ti vô. Biết là nó ngoài cái lời của bài này, nhưng để chúng tôi cũng nhắc chú vì nghe luôn á. Thường mình đọc đại chúng, mình đọc y đăng nô nha ti năng hô tu xuất ki ta hô tu nha tu vô, đọc rất lắc rồi không có tới đâu hết trơn. Cũng vậy, cái phước này đến cho quyến thuộc của mình, cái đạo chư cơ y đăng nô nha ti năng hô tu xuất ki ta hô tu nha tu vô đó. Thì cũng vậy đó, chúng ta đọc cho nó đúng cái này, y đăng mê bùi nhân nếp ba nó sẽ bắt vô tu thì chúng ta đọc đúng rồi. Còn y đăng mình từ cái câu mà hồi hướng cái kết thúc đó, mà để hồi hướng cho quyến thuộc á, đó là chúng ta thường chúng ta đọc sai. Ý đăng nô nhá là không được, cái nghĩa nó trật lất, mà phải để ý đăng nô nha ti năng rồi mới hô tú xuất khí ta hôn tú nha tây vô. Cầu cho quyến thuộc được sanh về, được sanh đến cái sự an lành đó. Thì xem như hôm nay chúng ta học được cái câu này thì nó cũng rất là hay. Là cái gì? Nãy qua thì tôi đã đọc được như vậy đó. Thì xin nhắc lại, y đăng là một trạng từ, mê là một nhân xưng đại danh từ. Bu nhân đây là đối cách Niết Bàn Na Xá, tức là một Asa Aya Asa Asa, tức đây là cách thứ 6. Cái ở đối cách thứ 5. Xuất xứ cách chứ. Chứ không phải sở tụ cách, cách thứ 5. Còn sở tụ cách là cách thứ 6. Đồ xuất xứ cách, định xứ cách, nguyễn hô cách là cách thứ 8. Thì ở đây, cái chữ Niết Bàn Na Xá này, Bùi Nhân là đối cách. Niết Bàn Na Xá không phải lúc nào cái động từ cũng đứng đầu. Có những động từ đứng đầu, có những lúc động từ nó đứng cuối, nhưng có những khi không có động từ nữa. Nhưng chúng ta biết chủ cái là động từ ngầm hay chủ từ ngầm. Thế đây, động từ và chủ từ đã có hiện lộ rõ ràng, nhưng cái vị trí nó không có nằm ngay đó. Cho nên khi đó chúng ta đọc đó, thì chúng ta đọc trước chúng ta sẽ thấy được cái nhận được. Rồi thí dụ giờ đọc một câu Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thì có nghĩa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma, đó là không có một chủ từ, không có một động từ luôn, nhưng chúng ta biết tức là
thành kính, cũng chúng ta cũng nêu chỗ chú tình thành kính đến Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Cái chữ Nam Mô là sự thành kính chẳng hạn như vậy. Thì có nhiều đồng Bali có những cái là nó không có đặt cái chúng ta đừng có cho rằng chủ từ nó đặt đầu rồi động từ đặt cuối rồi đối cái tức là rồi các cái đối từ thì nó nằm ở giữa, cái đó cũng chưa chắc. Yeah. Đối từ thì thường nằm ở giữa nhưng có thể nằm ở đầu hoặc là nằm ở cuối. Có những cái câu mà nó không có cái động từ ở thứ cuối như là bài Nam Mô đó. Yeah. Thì chỉ là nêu lên cái thành kính đến Nam Mô Tá Sát, đến vị ấy Tá Sát. À, Tá Sát tức là đến cái vị ấy đó, thành kính đến bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác ấy. Yeah. Đó cũng là một đại từ chỉ thị. Sự thật mà ra thì mới nói về chư Tôn Đức Tăng mà quý ngài mà chỉ chủ gì mà cái tiếng Bali này thì cũng rất là hay, cũng rất là đặc biệt, nhưng phải nói là cũng rất là mệt đó quý vị. Bởi vì thí dụ như là nếu như ai mà có cái duyên học thì nó rất là hay, chứ còn nếu như không thì không có cái duyên học thì phải nói rằng chúng ta đọc, chúng ta nghe, chúng ta cũng mệt lắm. Dạ. Cái này cầu ai mà học đầu tiên, ai mà vào học được cái thời gian đầu tiên thì tất cả chúng ta rất là tốt. Còn nếu như mà chúng ta vô ngang thì không cách nào biết được. Không cách nào mà biết được. Bởi vì trong cái biến cách của tiếng Bali nó có tới 8 cái biến cách. 8 biến cách. Nó có 2 số, số ít, số nhiều thôi. Nhưng điều mà có 8 biến cách. Cái tính là nam tính, nữ tính và trung tính nè. Yeah. Cái từ đó. Nhưng đều được có một cái là vị ngữ á, vị ngữ á, vị ngữ a, vị ngữ ý, vị ngữ ú, vị ngữ u, đủ rồi. Coi như đó nó, các vị ngữ đó nó sẽ là gặp nhiều cái từ, gặp cái chữ, gặp nhiều hơn. Cho đây là một điều mà hữu duyên để cho tất cả chúng ta được học tập, để chúng ta được nghe, được được học tập theo. Dạ. Yeah. Thì chúng tôi nói đôi điều để điềm khuyết cho cái thời gian còn lại. Hồi giờ này cũng đã đến giờ. Kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào, kính cảm niệm công đức của toàn thể chư quý vị đã vào room thuyết giảng và đóng góp cho chương trình sinh hoạt lớp học Phật Pháp Bút Thách Tham Má hôm nay. Và xin cảm kính đảnh lễ quý ngài và chúc quý ngài một ngày an lành, một đêm an lành. Và cảm niệm công đức của quý ốc, quý MC trong các phần hành trong lớp. Xin kính chào tạm biệt quý vị, quý ngài và quý vị. Kính chúc quý vị được an lạc. Hẹn vào ngày mai như giờ thường lệ. Và tiếp theo mời quý vị chia chúng hôm nay để kinh và hoàn mãn chương trình tối hôm nay. Nam Mô Phật Thầy Giá. Còn nhiều pháp như kinh điều khuyết ra cho chúng ngày hôm nay. Dạ con tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Còn tu nữ như pháp xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân chỉ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Và mời thanh thủy đại kinh.